Anh em hôm nay đi câu lục nhá, trôi mè. Cám gạo 1 cân. Mè chua này. Đây mẻ chua hôm trước có bún ăn thừa tôi bỏ vào đây này. Còn có bún này. Nhớ kéo anh cái thùng kia nào. Anh em, cái thùng thính này hôm nay tôi mới khui này. Ôi là, đầy nhốc 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 các cái kiểu. Ôi là, này một câu trôi thì lâu lắm. Thơm phức. Đấy, thính này ủ lâu lắm rồi này. Giờ lôi ra. Nhớ ra cái cửa hàng tạp hóa này mua anh ba quả trứng gà đỏ. Trong này. Cảnh quan tâm bên đây là. Anh em này, cảm trứng này. Còn lâu lắm rồi tôi không câu lục, hôm nay tôi câu cái hồ mới. Một rẻ tiền thôi. Chạo này.
trứng gà nữa là ok, là đi chiến được rồi. Nạp xốp. Hôm nay tôi trộn cấp tốc để đi câu nhá. Nên không nói nhiều lại dài mọi khi. Bóc tơi ra em ạ. Cho tơi ra chứ đừng nắm kìa. Ok, giờ trộn này là xong rồi. Ok, vậy là xong ổ thính câu mè trôi, rất là đơn giản. Tí ra hồ câu thì tôi quay. Tại nhớ ra ngày mai mùng 1 nên là tự dưng hôm nay nổi hứng lên nên mà là mới đi câu nên mới muộn như thế này. Bây giờ sắp tối rồi. Mà hình như là cái hồ này nó không cho câu tối thì phải. Đấy anh em, thế là xong ổ câu lục nhá. Giờ đi ra hồ thôi. Đang quay phim rất là gấp và làm mồi cũng rất là gấp. Giờ đến hồ anh em nhá, hồ mới này. Đập nó đất quay phim này. Nào đây làm bao tải này. Nó có phần mắc đi chơi. Mẹ nó đá nó chết à, tứ mới buộc ném mẹ đâu. No.
nào chống cần hôm trước đi câu vứt mẹ cái hồ này. Ôi đúng rồi. Thôi anh cướp rồi. Hôm trước đi câu vứt mẹ chống cần ở dưới hồ rồi. Ở đây. Mày quá. Chống đi câu vứt mẹ hồ. Cái đầu mặt trận kia này, cái đầu tạm ổn rồi đấy. Đây này. Nước nông rồi đấy. Nhiều dễ bèo lắm. Yeah. Nông thế, vừa nông thế. Này lắm dễ bèo lắm. Để cái túi ném không ném được đến đâu câu ở đấy. Đây anh em thả thính. Lửa hút thuyền ơi chưa có tiền vào.
Đây là ném bằng túi thính anh em nhé. Ném đến đâu câu đến đây. Sao nó lủi nhanh thế rồi? Ném con lủi này. Chuyện cú điện quay có thấy nét không? À, nhắm vốt mấy cục kia nữa. Thấy nét không? Ngã xuống mất luôn. Đấy cái chỗ động động này. Ngoài đấy cũng nông thế, nhưng đường ngoài đấy sậu. Tôm. Trên ốc hôm nay vẫn còn cửa. Thôi chết. Ui. Kéo rồi. Anh em vừa xuống hồ nhá, vừa ném thính xong. Hôm nay câu lục nhá. Ok anh em, tí nữa nếu mà được cá thì tôi sẽ quay. Ngồi tiếng đồng hồ rồi nhá.
bong mất hai con, nhưng mà chưa chưa được con nào đâu, không quay phim. Lúc đấy bị bong mất hai con, đang ròng thì bong đèn như chó. Đấy, lắp phao đèn rồi này anh em này. Bảo anh em đóng cả khủng không? Chia tay không? Nhìn thấy phao không? Đây, ra đây. Có đấy. Tít mẹ phao bèo. Đã đau rồi. Sợ mũi dính vào cái bì. Mẹ đó. Quay đây này gửi ưu tưởng to ưu to lắm mẹ ta ngon đây 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 okay. Anh em con đầu tiên bong mất ba con rồi. Ôi thật chết rồi. Anh để mẹ túi nhà rồi. Này cái đéo gì xiên rồi nhỉ? Cho tí đi lông. Một tí đi lông nó chết. Dây chuối có chắc không? Anh em là lại quên mang vợt này. Con này là con thứ tư thì bắt đầu mới dính này. Còn mấy con trước bong hết. Anh em nhìn này chân tôi này. Mẹ ta anh em nhá. Bong lên con thứ mấy đây. Mới được. Ok anh em, mới được con đầu tiên. Nếu mà lên đẹp là được 4 con rồi. Thôi đi về thôi anh em. Sút, hôm nay Việt Nam sút toàn trúng. Hai anh em đi câu sút toàn trượt. Hết. Không bị bong thì phải được 8 con. Cuối cùng được 2 con, nhục. Rồi, đậu móm.